Khuyến mãi siêu khủng trên shopmoviet.vn anh em ơi, các bạn có thể săn sale hàng ngày và tham gia nhiều vòng quay may mắn với tỷ lệ trúng cực kỳ lớn nha. Nhớ nhanh tay truy cập shopmoviet.vn, uy tín giá rẻ chất lượng. Ui, chị đại vô đường nha anh em ơi. Natalia là phải cướp nha, nhưng ngày hôm nay thì phải trông dùng anh em ơi. Vì vậy thì vẫn có cách để cướp rừng tiên bạn rất là thú vị nha. Hãy cùng xem Nata trong tay Mô Việt Combo 213. Lập lá lập ló ở bùa xanh mình nãy giờ, đây là đến lượt ở đây. Thế là mình combo đi luôn. Nata thì vốn là bị tướng phát sư áp lực đầu game rồi. Đầu game nó cực kỳ khỏe từ level 2 anh em ơi. Đó là vị tướng pháp sư tung chiêu, hack chiêu liên tục luôn. Nhưng mà phải giải chiêu xuất sắc nha, có 3 cái đăng ký hướng mà anh em ơi. Cứ bình tĩnh thôi anh em ơi, cứ bình tĩnh. Đây, tiếp tục combo lại đó. Đã combo rồi thì không thể thoát được đâu. Đầu game ấy, dù bạn là tanker hay là đấu sĩ cho bò, gặp cái combo của Data là cũng rất là khó thoát nha. Zon kìa, Zon kìa anh em, yếu luôn. Đấy, chương 2, chương 1 thôi là lúc cái đầu. Thực sự là vị tướng pháp sư rất mạnh luôn, được nhiều anh em thích chơi. Mà chỉ cần định hướng tốt thôi. Nhớ là đặt chương 2 chuẩn xác, sau đó thì mọi chuyện dễ dàng anh em ơi. Và thực ra thì Nata cũng được rất nhiều anh em yêu cầu mua bao cho Nata đi rừng đi. Ok, anh em thấy chưa, đi rừng combo không trượt phát nào. Quá kỳ gấp. Mình cố gắng ép cái lên rồng, nhưng mà thôi, bạn Seneca chạy tít lên trên kia rồi. Mình lại tiếp tục về farm rừng đây. Thực ra thì khi mà chúng ta chơi chiến thuật cướp rừng ý thì phải có lợi thế cơ. Lợi thế ở đây là cái tầm kiểm soát của team. Ví dụ như team phải có được trụ, phải lấy được dàn trụ đầu thì mình vô cướp nó mới dễ được anh em ơi. Hoặc là SP soi mát cho mình những vị trí bùa team bạn xong rồi nói chung là kiểm soát map tốt thì team sẽ dễ chơi nha. Rồi tiếp tục là combo. Nhưng mà LFT hay thế nhở. Có cái GMT ơi. Từ từ nha. Mình dọn là quái rừng xong tớ liền luôn này anh em ơi. Đây combo này. Rồi thôi. Ui, gì vậy? Cái chiêu cuối nó lại ấn luôn thì nó lại vô người của bạn thêm. Thành ra nó hơi lệch một tí anh em ơi. Nhiều khi mà cái chiêu cuối chúng ta cũng phải điều khiển một tí nha. Bởi vì cái target của chiêu cuối nó là cái phần trăm máu thấp nhất. Hoặc là máu thấp nhất tùy theo cài đặt của anh em. Nên là nhiều khi mà tôi định ít máu mà đứng ít xa ấy, nó cũng dí vô thôi. Cứ cái mục tiêu tính chiêu 2 của mình thì mình điều khiển chiêu cuối nha anh em ơi. Thên đúng không? Thên rất trâu đúng không? Ép tiếp cho Thên chơi này. Ấy, tại sao CDK không xuống đây CDK ơi? Xuống đây ép vô một cái là lụm rồi. Đợi tí nha, hồi chiêu 2 đã. Đây chúng rồi này, chiêu 2 cho một chục cuối. Đấy, tanker thì cũng sấy. Ngu người luôn. Tranh thủ ép trụ đi. Với chất tướng mạnh đầu game thì các bạn cố gắng là ép sớm, win sớm. Ép do tranh, ép trụ, ép rừng, và chúng ta ép team bạn càng sớm càng tốt nha. Thì chất tướng mạnh đầu game mới dễ thắng được. Chứ cuối game thì khi mà Zon lên ngôi rồi Galaxy có đồ thì thôi, hơi căng nha vậy. Ok, đã ăn được hai cái trụ đầu tiên ở phía bùa xanh rồi. Thì cái việc cướp bùa xanh của mình nó rất là đơn giản luôn. Đây, mình không sợ bạn đâu. Đợi cái chiêu 2 nha, rồi xong rồi anh em ơi. Lúc cái đầu luôn. Anh em muốn chơi hồi chiêu nhiều hay chơi mà đã Berit, vừa trâu vừa khỏe cho Natalia. Đấy, và sắp tới những trang bị như mà đã Berit sẽ chơi hồn với cái kiểu trang bị hồi mana nhiều ý, nó bị xóa mất cái độ tại hồi mana đi. Đấy, thành ra cái bùa xanh nó còn càng quý giá hơn. Thế là anh em sẽ phải cướp bùa nhiều hơn nữa nha. Đẩy lính cao lên để mình chơi cái chiến thuật mình không cho bạn Enzo ăn bùa nào.
Sau khi lên đồ chiếc giáp cấp câu 2 thì mình lên cái quyền trượng Elia luôn. Sắp tới quyền trượng Elia hình như cũng bị xóa mất cái giáp ảo đi ý. Mà thay vào đó những cái nội tại mới bằng nhẫn Ska đi được nhiều trang bị thay đổi lắm anh em ơi. Nhưng mà chưa chính thức nha. Khi nào nó gần thay đổi chính thức mình sẽ review những cái trang bị mới, à cái trang bị cũ nhưng mà nội tại mới cho anh em thấy anh em ơi. Ok, cướp rừng nhanh không? Cướp rừng, cướp quái nhỏ, cướp sạch sẽ luôn mà rất là nhanh anh em ơi. Mỗi mình với ALT thôi mà khiến tí bạn khó thở rồi. Nhớ kìa lú kìa. Khi mà các bạn thấy trên kia có giòn ý thì mình có thể pick ALT để counter nhá. Bởi vì cái chiêu mổ của ALT ấy, nó đặt vô giòn thì giòn lú cái đầu, đặc biệt late game anh em ơi. Giòn sẽ không dám đứng sấy đâu. Một con tướng trợ thủ mà có tỷ lệ thắng rất là tốt ALT, anh em mà chưa chơi ALT thì thử chơi T đi nha. Bùa ra là mất. Không ăn được cái gì, mình lên nhầm đồ rồi. Bán cái này đi anh em ơi, lên quyền trượng VR cho nó nhanh. Với việc team có CDK thì giáp trụ rất là dễ luôn. Quá khỏe. CDK làm hết rồi. Mình chỉ kiếm spam chiêu từ xa đầu game mà ép cho team rồi thì team đánh dễ vãi chưởng luôn anh em ơi. Nên là các bạn cầm những chất tướng mạnh đầu game thì cố gắng là hỗ trợ team ép team bạn sớm nha. Chứ đừng để team bạn có đô. Thực ra thì đội hình team mình mạnh từ đầu đến cuối rồi. Đầu game thì có bao khỏe, cuối game thì có 2-3 khỏe. Đấy. À không, đầu game có 2-1-3 khỏe, cuối game có 2-3 khỏe. Nói chung thì team bạn dù có thể câu kéo được game nhưng mà do thì counter chứ chắc làm gì đâu nha em ơi. Kỹ năng ghê gớm nha. Ép trò kìa, không dám ra khỏi nhà. Ê, bạn làm gì vậy? Tính tạo highlight, mà cũng highlight đó. Giết được ADT rồi. Lôi tí nha, cướp đã anh em ơi. Với việc cướp và ép trụ cái này thì cái lượng vàng nó càng ngày càng được giãn cách xa nha. Đây là cái chiến thuật ép. Và khi có lợi thế thì mình thường ép trên để có thể là cái trận đấu nó dễ dàng hơn. Nhưng anh em thấy là đầu game thì nó cũng kiểu ngang nhau thôi. Nhưng mà một chút lợi thế xong sau đó vài phút thì coi như là thế trận một chiều. Và em biết là khi mà rank cao là người ta hay ép thì nó. Nhiều khi thì rõ ràng là bạn đánh bình thường rất là hay, nhưng mà khi bị ép rồi thì chúng ta không còn hay như thế nữa. Bởi vì tài nguyên có đâu mà farm. Lượng vàng thì nó tranh quá rất nhiều. Mà tranh vàng tự nhiên mình thành yếu, mà tướng địch thành quái vật hết. Thì tất nhiên là mình không dám chơi rồi anh em ơi. Từ từ nha, team đang thiếu người rất là nhiều luôn. Hay. Mà cái này chơi được rồi. Bình tĩnh nha, con bùa xanh đâu không có sao. Anh em ăn sạch sẽ, mình không có bùa xanh gì, mình cũng có xa đâu. Cẩn thận nha, tới đây. Ôi, cái này thì mình xiên cho lú cái đầu hết. Chạy hết anh em ơi. Hay. Win rồi. Ép sớm, win sớm nha. GG chứ còn chờ gì nữa nhở. Có được farm con bùa nào lúc mất trụ đầu tiên đâu. Anh em đừng để mất trụ để rồi bị ép nha. Đấy, sấy cho kiểu. Sấy cho là lú cái đầu luôn. Ok. Có lẽ thì video của Deep Mô Việt chơi Nata đến đây hết rồi anh em ơi. Bùn của Enzo. Bùn không ăn được con bùa nào. Xin chào anh em, hẹn bạn clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.